Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông kỳ này, mời quý vị theo dõi phần tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3 năm 2020, từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 3 năm 2020, toàn quốc xảy ra gần 1.100 vụ tai nạn giao thông, khiến 513 người tử vong, 788 người bị thương. Trong tháng 3, cả nước có 320.700 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý. Lực lượng chức năng đã xử phạt 288,31 tỷ đồng, tạm giữ 50.600 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 2 năm 2020, giảm 8 vụ, giảm 6 người bị thương. Tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 66,5 tỷ đồng. Trước đó, giữa tháng 3 năm 2020, Cục Cảnh sát Giao thông đã ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông là đường bộ, đường sắt và đường thủy, qua đó trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao ý thức người dân, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. Kế hoạch này bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ đầu năm đến nay xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông, làm 47 người chết và 97 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 18 vụ, số người chết giảm 9 người, số người bị thương giảm 5 người. Lực lượng công an cũng đã lập biên bản 13.350 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 200 xe ô tô, 2.125 xe mô tô, xe gắn máy, tước giấy phép lái xe hơn 900 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt thu nộp kho bạc nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến cuối tháng 2 năm 2020, cả nước có hơn 6.700 xe bị đề nghị chặn đăng kiểm do vi phạm giao thông, nhưng không chấp hành đúng thời hạn xử phạt, giải quyết vi phạm. Trong 2 tháng đầu năm 2020, Cục nhận được văn bản đề nghị chặn đăng kiểm đối với hơn 3.700 xe ô tô vi phạm giao thông, nhưng không chấp hành đúng thời hạn xử phạt, giải quyết vi phạm. Trong năm 2019, còn khoảng 3.000 trường hợp xe khác cũng bị đề nghị chặn đăng kiểm, nâng tổng số xe bị chặn hiện nay lên hơn 6.700 xe ô tô. Đa số các phương tiện bị đề nghị chặn đăng kiểm chủ yếu do bị phạt nguội, nhưng chưa chấp hành quyết định xử phạt. Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, trường hợp chưa nộp phạt vẫn được tiếp nhận kiểm định, nhưng chỉ cấp giấy chứng nhận, tem đăng kiểm thời hạn 15 ngày và không giới hạn số lần đăng kiểm. Trường hợp nộp phạt xong, phương tiện sẽ được kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm theo đúng chu kỳ phương tiện. Để kiểm tra xem phương tiện của mình có vi phạm bị xử phạt nguội hay không, chủ phương tiện có thể tra cứu thông qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông tại địa chỉ website www.csgt.vn và vào mục tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh, hoặc vào trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ www.vr.org.vn, sau đó vào mục tra cứu kiểm định xe cơ giới. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Tổng công ty Hàng không, các hãng vận chuyển hàng không về việc thực hiện cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Cục yêu cầu giảm dần các chuyến bay đến mức tối đa trong giai đoạn từ 29 tháng 3 đến 15 tháng 4 hoặc dài hơn, tùy thuộc vào thông báo nếu có của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dịch bệnh COVID-19. Trên tàu bay bố trí hành khách trên một hàng ghế cách nhau ít nhất một ghế. Ngoài ra, hãng hàng không cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các hành khách khi xếp hàng làm thủ tục hàng không và lên tàu bay. Thực hiện nghiêm yêu cầu đo thân nhiệt hành khách và khai báo sức khỏe y tế trước chuyến bay. Cục nhấn mạnh mọi hành khách phải đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện chuyến bay. Thưa quý vị, trồng hoa thay thế cỏ dại tại các tuyến đường giao thông đang là phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các địa bàn nông thôn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những con đường hoa đã khiến tình trạng nhếch nhác không còn, mà thay vào đó là những hình ảnh sạch đẹp hơn, qua đó góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Không còn là cảnh nhếch nhác, cỏ dại mọc đầy hai bên đường. Con đường dài cả cây số qua tổ dân cư số 70-75 của thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức những năm gần đây, mỗi ngày luôn rực rỡ sắc hoa.
Bà Lê Thị Huệ là một trong những người tiên phong trồng hoa ven đường thôn. Ban đầu, bà trồng hoa trước nhà, sau đó nhân rộng ra phần đường cạnh nhà. Thấy hoa đẹp, 20 hộ dân ở tổ 70 và 75 cũng hưởng ứng. Đầu tiên là vô làm một đoạn thôi, nhưng mà sau đó thì cô lại nghĩ cách là cô đi xa đó, cô gặp được cái hoa này nè. Cái nó cô thấy đẹp quá, nhất là đi qua Quảng Thành nó có một đoạn là đẹp quá, cô mới hái đâu cũng được nắm trong tay thôi. Để về cô trồng vô trong các cái chậu hoa của nhà cô. Rồi xong thấy trời thấy nó đẹp quá vậy cái cô mới đem cô trồng ra đường. Chỗ nào là có cỏ là lấy thuốc bơm đi cho sạch. Xong rồi cái trồng ra ngoài đường hết thì nói chung mình trồng là mình thích là mình trồng. Mà cô mừng nhất á là trồng tới đâu là bà con người ta hưởng ứng tới đó. Từ cô Huệ cô về cô cũng phát động cái phong trào mà trồng hoa để cho đường là thấm nó đẹp đó. Rồi phụ nữ ở đây trong ra cũng hưởng ứng. Thấy rồi cũng chung tay vô để trồng lên cái đường hoa này và chăm sóc. Mình thấy cái đường hoa của mình trong cái đường làng ngõ xóm mà thấy hoa rồi nó trổ, rồi mình làm cỏ rồi sạch sẽ thấy rồi đang rất là đẹp. Mô hình đường hoa do phụ nữ thôn Quảng Long trồng đã được nhân rộng tại 4 thôn Hiệp Long, Tân Long, Thạch Long, Tam Long với tổng chiều dài 5 km. Mô hình đường hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Long cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể ở xã Bình Trung, thị trấn Ngãi Dao đến tham quan, học tập làm theo. Thì ngoài cái là làm đẹp đường làng ngõ xóm á, thì ý thức của người dân ngày được nâng cao, giống như là từ khi mà có cái đường hoa này á, thì có một trường hợp tôi thấy là có một cái xe dừng lại xả những cái rác mà trên xe xuống cái con đường, mà trong khi hai bên là hoa rất là đẹp, thì có một cái thanh niên họ chạy lại họ nói những cái đường hoa người ta đẹp vậy mà tại sao lại xả rác xuống như này. Tại trước đây thì nếu mà không có đường hoa thì người ta đụng đâu người ta dục đó. Còn bây giờ thì người ta sẽ cẩn thận hơn, có thể cầm đi để kiếm một cái thùng rác nào đó để bỏ chứ không còn dục ngay những cái con đường mà có hoa đẹp như vậy. Từ chỗ chỉ trồng thí điểm ở một vài khu dân cư kiểu mẫu, nay mô hình trồng hoa dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đây là mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, môi trường. Thưa quý vị, chúng tôi đã từng phản ánh, thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại các giao lộ khiến nhiều người thương vong. Do đó, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần cẩn trọng khi đi qua các giao lộ để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Không chỉ người đi bộ sang đường giật mình lùi lại, cả xe máy đang đứng đợi đèn đỏ cũng phải vội lăn bánh để tránh chiếc xe khách đang lao tới. Clip dưới đây vừa được chia sẻ trên một diễn đàn về an toàn giao thông, cho thấy hình ảnh chiếc xe khách mang dòng chữ Hải An chạy tuyến Thái Bình, Diên Điền không chỉ cố tình đi sai làn mà còn cố ý vượt ẩu ở giao lộ, cắt mọi người đi bộ một cách thiếu văn hóa trước khi lao thẳng về phía người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở làn đường đối diện. Chiếc xe này đang đi qua ngã tư thì bất ngờ một chiếc SUV lao đến với tốc độ nhanh từ bên trái. Cùng lúc một chiếc xe tải cũng lao đến từ phía đối diện mà không giảm tốc độ để quan sát. Hậu quả là chiếc SUV đã tông vào ngang hông khiến chiếc xe tải bị hất văng và xoay ngang. Phần thùng xe sau đó lao thẳng vào chiếc xe có gắn camera hành trình tạo nên một vụ tai nạn liên hoàn. Từ tình huống này cho thấy vụ tai nạn này hoàn toàn có thể tránh được nếu các xe giảm tốc độ và tài xế chú ý quan sát kỹ trước khi đi qua đoạn đường giao nhau. Người điều khiển phương tiện, việc đầu tiên phải đảm bảo đúng quy tắc giao thông, đó thứ nhất. Thứ hai là tùy vào tình huống thực tế. Trong trường hợp cụ thể, ngã tư giao lộ không có đèn hoặc mất đèn. Tôi lấy ví dụ như là ngã tư giao lộ không có đèn, cụ thể như vòng xuyến, thì nguyên tắc về luật giao thông ưu tiên cho bên trái phương tiện đi tới. Và như vậy thì người tham gia giao thông phải áp dụng đúng nguyên tắc này, ưu tiên thuộc về bên trái trong vòng xuyến. Đối ngã tư hoặc ngã ba không có đèn thì người tham gia giao thông ở trên đường chính sẽ được quyền đi, còn tất cả các đường hẻm ra phải nhường quyền cho xe đi trên đường chính, bất kể ở hướng nào tới. Nếu mà hai đường đồng quyền mà không có đèn, lúc đó tùy thuộc xe nào vào ngã tư trước thì xe được di chuyển trước, xe nào vào sau thì di chuyển sau. Mà xe trên đường chính khi đến giao lộ với các đường không ưu tiên ở các đường nhánh ra thì chúng ta cũng phải giảm tốc độ đến mức cần thiết để hạn chế cái va chạm giao thông xảy ra đáng tiếc xảy ra.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, giao lộ là những nơi luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông cao nhất. Do đó, người tham gia giao thông khi đi đến các giao lộ cần chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông như nhường đường cho xe đến từ bên phải, chú ý quan sát, giảm tốc độ, đảm bảo dừng một cách an toàn. Khi đến các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông thì phải chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu để phòng tránh tai nạn va chạm xảy ra. Thưa quý vị, từ đầu năm 2020, hàng triệu chiếc xe ô tô sản xuất từ sau năm 2008 nếu không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định mới sẽ không được phép lưu hành. Đây là yêu cầu nâng tiêu chuẩn khí thải cao hơn để giảm ô nhiễm không khí từ khí thải ô tô. Việc nâng tiêu chuẩn khí thải ở mức 2 so với các mức rất thấp, nhưng đây là một bước tiến quan trọng để tiến tới bắt kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Vậy những loại xe nào sẽ phải tăng chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn mới? Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, ô tô sản xuất sau năm 2008 phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, ô tô sản xuất trước năm 1999 đến hết năm 2008 sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 2. Các loại xe động cơ xăng dầu diesel sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1. Ngoài ra, các loại ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5. Hiện việc kiểm tra khí thải ô tô đang lưu hành được thực hiện theo chu kỳ đăng kiểm phương tiện và kiểm tra trong trạng thái xe chạy chế độ không tải. Tiêu chuẩn khí thải hiện hành đã áp dụng hơn 10 năm qua, thấp hơn gần 1/3 so với mức sắp áp dụng. Tỷ lệ xe ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải hiện dao động ở mức 7-10%, chủ yếu rơi vào nhóm xe tải, xe dùng động cơ nhiên liệu diesel. Các trường hợp xe tải cũ, xe thường xuyên chở quá tải và ít bảo dưỡng định kỳ có nguy cơ cao không đạt tiêu chuẩn khí thải. Có thể là khí thải không đạt thì sẽ yêu cầu chủ xe đi về bảo dưỡng sửa chữa để quay lại kiểm tra lại. Khi nào đạt cái mức yêu cầu theo tiêu chuẩn mức 2 thì lúc đó mới được cấp tem hành để tham gia giao thông. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2009, có gần 2,6 triệu xe ô tô sản xuất sau năm 2008 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tức là mức 2. Tuy nhiên, nếu so với khu vực và trên thế giới thì đây lại là mức rất thấp. Đối với xe sản xuất 2008 ấy, thì có nghĩa là những cái xe này đã được thỏa mãn mức Euro 2 rồi, theo quy định 249 như tôi vừa nói. Và mức đầu vào sản xuất lắp ráp của Euro 2 thì cái mức kiểm tra lưu hành nó quá dễ dàng đạt được với điều kiện là chủ xe bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy định và đúng yêu cầu sản xuất. Tình hình ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn đã ở mức cấp bách và cần được kiểm soát, đặc biệt từ khí thải ô tô để bảo vệ môi trường. Theo phân tích của các chuyên gia, các xe được bảo dưỡng định kỳ động cơ, hệ thống khí thải giúp cải thiện được 60% chất lượng khí thải. Trường hợp thay mới hoặc lắp đặt bộ xúc tác khí thải giúp cải thiện tới 90%. Thưa quý vị, chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.